Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Ai ưa điều sửa phạt, ưa sự tri thức, nhưng kẻ ghét sự quở trách là ngây dại. Người lành được ơn của Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Chúa Trời định tội cho người toan mưu ác. Loài người chẳng phải vì hung ác mà được lập vững bền, song rễ người công bình chẳng bị lay động. Người đàn bà nhân đức là mão triều thiên cho chồng nàng, còn vợ làm xấu hổ khác nào sự mục trong xương cốt người. Tư tưởng người nghĩa chỉ là công bình, song mưu luận kẻ ác đều là giả dối. Các lời kẻ hung ác rình rập làm đổ huyết ra, song miệng người ngay thẳng giải cứu người khỏi. Đánh đổ kẻ hung ác thì họ chẳng còn nữa, nhưng nhà người công bình còn đứng vững. Người ta được khen ngợi tùy theo sự khôn sáng mình, còn kẻ có lòng tà vại sẽ bị khinh dễ. Thà một người ở bậc hèn hạ và có tôi tớ, còn hơn kẻ tự tôn mà lại thiếu ăn. Người công bình coi sóc sự sống của súc vật mình, còn lòng thương xót của kẻ dữ khác nào sự hung bạo. Ai cày đất mình sẽ được vật thực dư dật, còn ai theo kẻ biếng nhác thiếu trí hiểu. Kẻ hung ác tham lam của hoạnh tài, song rễ của người công bình sinh bông trái. Trong sự vi phạm của môi miệng có một cái bẫy tàn hại, nhưng người công bình được thoát khỏi sự hoạn nạn. Nhờ bông trái của môi miệng mình, người sẽ được no đầy phước, và người ta sẽ được báo lại tùy theo việc tay mình đã làm. Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Sự giận dữ của kẻ ngu muội liền lộ ra tức thì, còn người khôn khéo che lấp sỉ nhục mình. Kẻ nào nói thật rao truyền sự công bình, song kẻ làm chứng gian phô sự giả dối. Lời vô độ đâm soi khác nào gươm, nhưng lưỡi người khôn ngoan vốn là thuốc hay. Môi chân thật được bền đổ đời đời, song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi. Sự phỉnh gạt ở trong lòng kẻ toan mưu hại, nhưng sự vui vẻ thuộc về người khuyên lơn sự hòa bình. Chẳng một tai họa nào xảy đến cho người công bình, song kẻ hung ác sẽ bị đầy đau đớn. Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài. Người khôn khéo giấu điều mình biết, còn lòng kẻ ngu muội xưng ra sự điên dại mình. Tay người siêng năng sẽ cai trị, nhưng tay kẻ biếng nhác phải phục dịch. Sự buồn rầu ở nơi lòng người làm cho nao sờn, nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ. Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình, còn cắt nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng. Kẻ biếng nhác không chiên nướng thịt mình đã săn, song người siêng năng được tài vật quý báu của loài người. Sự sống ở nơi đường công bình, trên lối nó không có sự chết. Chương 10. Đoạn: Tôi lại thấy một vị thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy. Trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. Lại khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: Hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Bây giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời, là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất,
dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên chọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Tiếng mà tôi đã nghe đến từ trời lại nói cùng tôi và bảo rằng: Hãy đi, lấy quyển sách nhỏ mở ra trong tay vị thiên sứ đương đứng trên biển và đất. Vậy tôi đi tới vị thiên sứ và xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Người phán: Ngươi hãy lấy và nuốt đi. Nó sẽ đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng ngươi nó sẽ ngọt như mật. Tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng: Ngươi cũng phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Chương 11. Bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng: Hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại. Họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho 2 người làm chứng ta, mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. 2 người làm chứng ấy, tức là 2 cây olive và 2 chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Nếu ai muốn làm hại 2 người đó, thì có lửa ra từ miệng 2 người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình. Kẻ nào muốn làm hại 2 người thì phải bị giết như vậy. 2 người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. 2 người là có quyền biến nước thành huyết và khiến các thứ tai nạn làm hại trên đất, lúc nào muốn làm cũng được cả. Khi 2 người đã làm chứng xong rồi, có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng 2 người. Thú ấy sẽ thắng và giết đi. Thay 2 người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Egypto, tức là nơi mà Chúa 2 người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay 2 người trong 3 ngày rưỡi, và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mộ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về 2 người và gửi lễ vật cho nhau, bởi 2 tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sanh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong 2 người. 2 người bèn đứng thẳng dậy, và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. 2 người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng: Hãy lên đây. 2 người bèn lên trời trong đám mây, và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Đồng một giờ đó có cơn động đất lớn, 1/10 của thành đổ xuống, 7,000 người chết trong cơn động đất ấy. Còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Nạn thứ nhì qua rồi, này nạn thứ ba đến mau chóng. Vị thiên sứ thứ bảy thổi loa, có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng: Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. 24 trưởng lão đương ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời trên ngai mình đều cúi mình sấp mặt xuống thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thạnh nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết, thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ Ngài. Rồi có chớp nhoáng, tiếng, sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Chương 5. Vậy hãy kêu la, có ai đáp lời ông chăng? Ông sẽ trở lại cùng đấng nào trong các thánh? Vì nỗi sầu thảm giết người ngu muội, sự đố kỵ làm chết kẻ đơn sơ. Tôi có thấy kẻ ngu muội châm rễ ra, nhưng thình lình tôi rủa sả chỗ ở của hắn. Con cái hắn không được an nhiên, bị chà nát tại cửa thành, chẳng có ai giải cứu.
người đói khát ăn mùa màng hắn, đến đổi đoạt lấy ở giữa bụi gai và bẫy gài rình của cải hắn. Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sinh ra, sự khốn khó chẳng do đất nảy lên, nhưng loài người sinh ra để bị khốn khó như lằn lửa bay chớp lên không. Song tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời mà phó duyên cớ tôi cho Ngài. Ngài làm công việc lớn lao không sao dò xét được, làm những sự diệu kỳ không thể đếm cho đặng. Ngài ban mưa xuống mặt đất, cho nước tràn đồng ruộng, nhắc lên cao những kẻ bị hạ xuống và cứu đỡ những người buồn thảm cho được phước hạnh. Ngài làm bại mưu kế của người quỷ quyệt, khiến tay chúng nó chẳng làm xong được việc toan định của họ. Ngài bắt kẻ khôn ngoan trong trước mắt họ, mưu kế của kẻ quỷ quái bèn bị hại. Ban ngày chúng nó gặp tối tăm, đang lúc trưa chúng rờ đi như trong đêm tối. Đức Chúa Trời cứu kẻ nghèo khỏi gươm của miệng chúng nó và khỏi tay kẻ cường bạo. Vậy kẻ nghèo khốn có sự trông cậy, còn kẻ gian ác ngậm miệng lại. Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay. Vậy chớ khinh sự sửa phạt của Đấng toàn năng, vì Ngài làm cho bị thương tích rồi lại bó rịt cho, Ngài đánh hại rồi tay Ngài chữa lành cho. Trong 6 cơn hoạn nạn Ngài sẽ giải cứu cho, qua cơn thứ 7 tai hại cũng sẽ không đụng đến mình. Trong cơn đói kém Ngài sẽ giải cứu cho khỏi chết, và đang lúc giặc giả cứu khỏi lửa gươm. Ông sẽ được ẩn núp khỏi tai hại của lưỡi, cũng sẽ chẳng sợ chi khi tai vạ xảy đến. Ông sẽ cười thầm khi thấy sự phá hoang và sự đói kém, cũng chẳng sợ các thú vật của đất, vì ông lập giao ước với đá đồng ruộng, và các thú rừng sẽ hòa thuận với ông. Ông sẽ thấy trại mình được hòa bình, đi viếng các bầy mình sẽ chẳng thấy chi thiếu mất, cũng sẽ thấy dòng dõi mình nhiều và con cháu mình đông như cỏ trên đất. Ông sẽ được tuổi cao khi vào trong phần mộ, như một bó lúa mà người ta gặt phải thì. Này, chúng tôi có xem xét điều đó, nó vốn là vậy. Hãy nghe, hãy biết, để làm ích cho mình. Chương 6. Gióp đáp lại rằng: Ôi, chớ gì nỗi buồn tôi nhắc cân cho đúng, và các tai nạn tôi để lên cân thăng bằng. Vì hiện giờ nó nặng hơn cát biển, nên tại cớ ấy các lời tôi nói đại ra, bởi vì các tên của Đấng toàn năng trúng nhầm tôi. Tâm hồn tôi uống nọc độc của tên ấy, sự kinh khiếp của Đức Chúa Trời dàn trận nghịch cùng tôi. Chớ thì con lừa rừng nào kêu la khi có cỏ, con bò nào rống khi có lương thảo? Vật chi lạc lẽo, người ta nào ăn chẳng bỏ muối, còn trong tròng trắng trứng gà đâu có mùi la gì. Vật gì linh hồn tôi từ chối đá đến lại trở nên vật thực gớm ghê của tôi. Ôi, chớ gì lời sở cầu tôi được thành, và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước. Chớ chi Đức Chúa Trời đẹp lòng cà tán tôi, buông tay Ngài ra trừ diệt tôi. Vậy tôi sẽ còn được an ủi, và trong cơn đau đớn chẳng giãn, tôi sẽ vui mừng, bởi vì không có từ chối lời phán của Đấng Thánh. Sức lực tôi nào đủ đợi cho nổi, cuối cùng tôi sẽ ra sao mà tôi lại nhẫn nhịn được? Sức tôi há là sức đá sao, thì tôi há dễ là đồng? Trong mình tôi chẳng có sự tiếp cứu, sự khôn ngoan bị cất khỏi tôi, ấy há chẳng phải như vậy sao? Kẻ gần xui té đáng được bạn bầu thương xót đến, e kẻ người bỏ sự kính sợ Đấng toàn năng. Anh em tôi dối gạt tôi như dòng khe cạn nước, như lòng khe chảy khô. Nó bị đục vì có nước đá, có giá tuyết ẩn ở trong. Nhưng trong khi giựt xuống, khe bèn khô cạn. Lúc nắng giỏi, nó lại biến khỏi chỗ nó. Đoàn khách đi ngang qua nó bèn tẻ tách đường, đi vào trong sa mạc rồi chết mất. Đoàn khách ở Thema tìm kiếm nước nó, các kẻ bộ hành Sê-ba nhờ cậy nó, nhưng chúng bị mắc cỡ vì nhờ cậy nơi nó. Khi đến tại khe bèn phải hổ thẹn. Hiện nay các bạn cũng không ra gì hết, các bạn thấy sự đáng kinh khiếp bèn run sợ.
tôi há có nói rằng xin cung cấp cho tôi. Trong tài sản của các bạn xin hãy lấy lễ vật dâng cho tôi sao? Hoặc cầu rằng xin hãy giải cứu tôi khỏi tay kẻ cừu địch và chuộc tôi khỏi tay kẻ hà hiếp ư? Hãy dạy dỗ tôi sẽ nín lặng. Xin chỉ cho tôi hiểu tôi đã lầm lỗi nơi nào. Lời chính trực có sức lực dường bao, còn lời trách móc của các bạn nào có trách được gì? Các bạn muốn trách móc tiếng nói sao? Song lời nói của một người ngã lòng chỉ như luồng gió. Quả thật, các bạn xông hãm kẻ mồ côi và đào hầm gài bạn hữu mình. Vậy bây giờ, nếu các bạn muốn hãy ngó tôi. Tôi nào dám nói dối trước mặt các bạn đâu. Xin khá xét lại, chớ có sự bất công. Phải hãy xét lại vì duyên cớ tôi là công bình. Có điều bất công nơi lưỡi tôi chăng? Ổ gà tôi há chẳng phân biệt điều ác sao? Chương 7. Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Niên nhật người há không phải như đời của người làm mướn ư? Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trông đợi tiền lương. Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng, chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tăm. Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày. Thịt tôi bị bao phủ dòi tửa và lấp đất, da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra. Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cưỡi, tiêu đi chẳng có trông cậy gì. Ôi, xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở. Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa. Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa. Mắt Chúa đói đến tôi, nhưng tôi sẽ không còn. Mây tan ra và đi mất thể nào. Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, và xứ sở người chẳng còn biết người. Bởi cớ ấy tôi chẳng cầm miệng tôi. Trong cơn hoạn nạn của lòng tôi sẽ nói ra. Trong cay đắng của linh hồn tôi sẽ phàn nàn. Tôi nói cùng Đức Chúa Trời rằng, tôi há là một cái biển, một kỳ vật trong biển, nên Ngài đặt kẻ cầm giữ tôi bốn bên. Khi tôi nói, giường tôi sẽ an ủi tôi, nệm tôi sẽ làm hoạn nạn tôi nhẹ bớt. Bây giờ Chúa dùng chim bao làm cho tôi hoảng kinh, lấy dị tượng khiến cho tôi sợ hãi, đến nỗi linh hồn tôi chọn sự ngột hơi và chết hơn là còn sống nơi xương cốt này. Tôi đã chán sự sống, tôi sẽ chẳng sống hoài. Xin Chúa để tôi ở một mình, vì các ngày tôi chỉ là hư không. Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng? Nhưng sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm và thử thách người mỗi lúc mỗi khi? Nhân sao Chúa không say mắt khỏi tôi, chẳng để cho tôi bằng tịnh cho đến khi nuốt nước miếng tôi? Hỡi đấng gìn giữ loài người, nếu tôi đã phạm tội, có làm gì nghịch Chúa? Nhân sao Chúa đặt tôi làm một tấm bia, đến đổi mình trở thành gánh nặng cho mình? Cớ sao Chúa không tha tội cho tôi, cất lấy gian ác khỏi tôi đi? Vì bây giờ tôi sẽ nằm trong bụi đất, Chúa sẽ tìm kiếm tôi, song tôi không còn nữa. Chương 8. Bin-đát người Su-a bèn đáp lời mà rằng, ông sẽ nói các điều ấy đến bao giờ, và lời của miệng ông sẽ giống như gió bão đến chừng nào? Đức Chúa Trời há thiên đoán ư? Đấng toàn năng há trái phép công bình sao? Nếu con cái ông có phạm tội cùng Ngài, thì Ngài đã phó chúng nó vào quyền tội ác của chúng nó. Nếu ông cẩn thận tìm kiếm Đức Chúa Trời, cầu khẩn cùng Đấng toàn năng, nếu ông thanh sạch và ngay thẳng, quả thật bây giờ Ngài sẽ tỉnh thức vì ông và làm cho nhà công bình ông được hưng thịnh. Dẫu ban sơ ông vốn nhỏ mọn, thì sau rốt sẽ nên trọng đại. Xin hãy hỏi dòng dõi đời xưa, khá chăm chỉ theo sự tìm tòi của các tổ tiên. Vì chúng ta mới có hôm qua và chẳng biết gì, bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng. Chớ thì chúng sẽ chẳng dạy ông nói chuyện với ông, và do nơi lòng mình mà đem ra những lời lẽ sao? Sậy há mọc
nơi chẳng bưng bào ư? Lát há mọc lên không có nước sao? Khi còn xanh tươi chưa phải phát thì đã khô trước các thứ cỏ khác. Đường lối kẻ quên Đức Chúa Trời là như vậy. Sự trông cậy kẻ không kính sợ Đức Chúa Trời sẽ hư mất. Nơi người nương nhờ sẽ bị trút. Điều người tin cậy giống như ván nhện. Người ấy nương dựa vào nhà mình, song nhà không vững chắc. Người níu lấy nó, nhưng nó chẳng đứng chịu nổi. Trước mặt trời nó xanh tươi, nhành lá che phủ vườn nó, rễ nó quấn trên đống đá, nó mọc xỉa ra giữa đá sỏi. Nếu nó bị nhổ khỏi chỗ nó, thì chỗ ấy bèn từ chối nó mà rằng: ta chẳng hề thấy ngươi. Kìa, ấy là sự vui sướng về đường lối nó. Sẽ có loài khác từ đất nảy ra. Kìa, Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ người trọn vẹn, cũng không giúp đỡ kẻ hung ác. Song Chúa sẽ còn làm cho miệng ông được đầy vui cười, và môi ông tràn ra tiếng reo mừng. Những kẻ ghét ông sẽ bị hổ thẹn bao phủ, và nhà trại của kẻ ác sẽ chẳng còn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.